Cho đến thời điểm hiện tại em vẫn thỉnh thoảng bị mẹ em vẫn hỏi. Hồi xưa cái đây mấy năm là mẹ em giục nha, nhưng bây giờ thì mẹ em không giục nữa, chắc là một phần cũng mệt mỏi rồi. Nhưng mà đôi khi lâu lâu á, mẹ em vẫn sẽ hỏi theo cái kiểu là: ủa ở trên Sài Gòn sống mình rồi sao, rồi có buồn không, tối đi về ăn cơm mình rồi sao. Với lại mẹ em nghĩ là lỡ cái hôm nào bị bệnh á, rồi rồi lúc đó bị bệnh giữa đêm rồi kêu ai. Mẹ chị thì có một cái tình huống rất mắc cười. Có một ngày mẹ chị bảo: Dân à, mẹ sợ sau này con đi bán vé số quá. Sao là sao? Thế hỏi là sao? Mẹ thấy những người nào mà không có chồng về già hay đi bán vé số Sao mẹ chị cũng có suy nghĩ? Tại sao bao nhiêu nghề mà lại là cái Hay coi công phim việc và coi đó? cải lương. Ngay cả trên truyền thông, trong phim ảnh, trong các hoạt động, người mô tả cái hình ảnh của người độc thân đôi khi họ bị thiệt thòi, hoặc đôi khi hình ảnh họ không có một không có niềm vui. Cho nên là điều đó thành ra là nó vô tình nó làm nhiều người xung quanh họ cảm thấy là họ luôn có một cái hoài nghi, một cái dấu hỏi, một sự thương cảm dành cho những người độc thân. Ngay cả người nhà mình, thí dụ chỉ là hình khác nhau, người nhà mình thì cảm thấy lo lắng về bản thân mình, người ngoài thì tò mò. Thật ra cái chủ đề độc thân nó là chủ đề bình thường nhưng mà nó lại bất thường là ở ở vấn đề đó. Nhưng mà tại vì chị Dân là hiện nay vẫn đang ở với bố Ba mẹ. mẹ đúng không? Thì làm cái câu chuyện của ba mẹ chị với chị nó có giống ba mẹ em với em không, làm có đi từng cái step step giống em không, là từ hối rồi đến tạo áp lực rồi bớt hối rồi lo lắng, hay không, hay là nhà chị lại có một cái tiến trình nó khác nhà em? Chị nghĩ rằng cái câu chuyện của nhà em và nhà chị nó cũng sẽ là câu chuyện của rất nhiều gia đình có con độc thân. Nhà chị cũng vậy, mẹ chị cũng, bố mẹ chị, bố chị thì không hỏi, bố thì ít khi, bố với con thì ít khi nói chuyện riêng tư, đôi khi nói chuyện công việc sự nghiệp. Nhưng mẹ thì cũng như bao bà mẹ, Lo lo. Mẹ chị lo nhất là sau này con ở với ai Dân? y chang mẹ em, y chang các bà mẹ mà của là phụ huynh của các bạn độc thân mà đang coi cái show này cũng sẽ hỏi cái câu y Thì chang vậy. chị nghĩ rằng á, nhiều khi những bạn độc thân cũng bớt căng thẳng, hoặc cảm có rất chị thấy có rất nhiều bạn cảm thấy không vui, nếu mà cảm thấy khó chịu nếu mà gia đình hỏi mình nhiều về cái vấn đề độc thân. Chị nghĩ đó là sự xuất phát từ tình thương của cha mẹ Chắc dành cho chắn con rồi. cái. Chị nghĩ rằng các bậc cha mẹ họ luôn không chịu được cái cảnh con mình sống cô đơn một mình. Thành ra là chị cũng rất là thoải mái. Từ từ xa xưa ba mẹ hỏi cái, nhiều khi giống như mẹ chị hỏi chị cười, chị nói mẹ ơi bây giờ con còn không bán vé số được đó mẹ, giờ nó mua Vietlott hết rồi. Thành ra khi mà mẹ chị, khi mà có tình huống lo lắng thì chị lại tạo ra một câu chuyện nó còn hài hước hơn, cái mẹ chị lại bật cười và thôi không hỏi nữa.